Rồi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người muốn hàng liên hệ cái thông tin trên màn hình nào. Đó, số điện thoại nè. Rồi thông tin cái video ha, mã video. Mã video hôm nay là 232. Giới thiệu đây, đầu tiên là cái kìm phe, kìm phe Mỹ nha mọi người, vô ta nè. Đặc biệt cây này nó mở được phe trong phe ngoài nha, hai trong một. Lưỡi còn rất là đẹp, mũi nè, mũi kìm. Mũi này là dạng nó là 1 mm ha. 1.4 mm là nhỏ nhất. Trong cái size này rất là nhỏ mọi người. Size mũi nhỏ. Ở đây là nó đang mở phe ngoài ha. Bây giờ em cho nó mở phe trong rồi. Mọi người sẽ chuyển đổi đây nè, nhấn cái nút này xuống. Rút cái cốt ra ha, rồi lấy cái mũi phe ra, đảo lại bên đây ha, đó. Rất là dễ, đảo lại bên đây. Đó, rồi gắn chỉ vô. Rồi bây giờ nó là thành một cây đây phía trong hớp vô nè, nó đảo chiều rồi mọi người. Cái kìm này nó rất là nhỏ gọn, 16 cm, mà tiện lợi hai chức năng. Rồi mã số 1 ha, 300.000. Tiếp theo là một con sưởi ấm của Nhật. Cái dòng này là sưởi ấm nha mọi người, giống như Dippo nó cũng có cái dòng sưởi ấm tương tự như vậy ha. Kích thước nó cũng như vậy. Đó, đây mọi người cho dầu vô đây ha. Cái trong nó có cái ruột nè. Cho dầu vô, nó có cái tim lên. Rồi, mình mồi lửa vô ha. Đóng lại. Nó sẽ cháy ở đây ha. Rồi nó sẽ ấm cho mình. Cái vỏ này nó bằng thép inox mọi người, không gỉ. Đây, không có hết 500 nha. Đây, hiệu Japan nè, hiệu Nhật nè, hàng nội địa. Liên lạc, ok. Rồi, mã số 2 nha, 200.000. Tiếp theo là một con kìm này, dụng cụ để hiệu Somat để chỉnh cái lưỡi cưa cho mọi người, chỉnh được lưỡi cưa nè, nó có nhiều cỡ để chỉnh đó, này cái hệ số đó, đó lúc lưỡi cưa vô mình bóp nó sẽ nhấn cái chốt này qua ha, nó đá cái mũi lưỡi mình qua, lợp qua và nó làm đều nguyên cái lưỡi vậy. Con này số mát của Japan ha.
Rồi, cái kem mà mở lưỡi cưa này có mã số 3 350 ngàn. Tiếp theo là một con này cờ lê miệng tròn với miệng hở ha. Hai đầu. Cái này số 13 mm nha mọi người nè. 13 mm. Một đầu nó tự động, một đầu hở. Hàng này chuẩn của US luôn. Rabo Pen là cái hiệu nó. Rồi, mã số 4 250. Cái cờ lê. Nó là dày, cờ lê này dày cứng. Xài ok. Kích thước nó là 17 cm. Rồi tiếp theo một con cờ lê đa năng. Đây dòng này là đa năng mọi người. Đa năng hoàn nhanh này, của Gia Băng. Top luôn hả? Hiệu top 150 mm. Cái này nó vặn đồ nhỏ mọi người. Nè, cái miệng nó tương đối khá là nhỏ. Đây, lưỡi rất là đẹp. Kích thước nó là 15 cm nha. Nhỏ luôn. Cái miệng nó mở ra nhỏ nhất nè. 6 ly ha. Rồi mở ra to cỡ được 18 17. Đó. 6 đến 17 mm ha. Rồi mã số 5 200 ngàn. Quá tiện. Nó có thể mở ốc ha, mở được ống nước. Nó dùng mở đa năng, mở nhanh. Rồi tiếp theo là cây hước này, cây hước Nhật. Cây hước ship gọn nha mọi người. Đây. Cái hước này đo mm ha. Đo đến 1 mét. 0 mm đến 1 mét này, 1 mét này. Đó. Cái kéo thẳng ra thì nó như vậy ha. Thẳng ra như vậy mà. Mặt bên đây là hệ in ha, hệ in của Mỹ nè, 1 in, 2 in, 3 in nè, 4 in nè. Qua đây là hệ mm ha, 1 cm là 2 cm, 3 cm ha. Đó, kéo dài là 1 mét. Rồi, mã nó là số 6 ha, 150. Ra về hai con, cái con đa năng mọi người. Đây, con này 100 ngàn thôi. Cái con này là của hàng xuất ha. Xuất thị trường Nhật. China xuất Nhật mọi người. Chung lưỡi còn đẹp, có cây dũa này, lưỡi dao còn liền nè, có cây dũa móng nữa. Rồi đây là có một cây kéo ha, kéo cắt giấy nha. Kéo nhỏ xíu, siêu mini. Rồi, 3 tính năng. À, 4 nè, 4 tính năng nè. Cái nhíp mọi người à, nhíp với lại cái tâm luôn. 4, 5 tính năng ha. Rồi, 501, mã số 7, 100 ngàn. Tám là cây Victor Inox ha. Cây này hàng xịn của Thụy Sĩ. Đây, Victor Inox.
Hàng này chất lượng xịn thủy sĩ ha. Này với tay nấu nó nhập hiệu trên cái cán dao. Đây cũng là cái vũ ngón tay vít dẹp luôn ha, là vít dẹp rồi. Cũng đây là cũng có một cái kéo nó là bén rồi, ba tính năng 4 năm ha, cây nhíp với lại cây cái tâm nữa mọi người, đầy đủ nhíp tâm. Rồi con vít này mã số 8 ha, 200 ngàn. Chín là con thước kẹp 10 mm 10 cm ha. Con này nó made in Japan của Tsinghua, cái dòng Tsinghua nó thích sản xuất cây thước nhỏ nhỏ như vậy mọi người, kẹp ha. Nói chung nó dạng này cái độ xe số nó cao nè, 1/10 mm ha, mà nó được cái nó tiện dụng, phù hợp với mấy bác thường làm mộc hoặc là đo này đo kia, đo mấy đồ trang sức đó, rồi mũi khoan đó cũng được, không có cần độ chính xác cực cao thì dùng hước này ha, nó nhanh nó tiện nó nhỏ. Nó rất là đơn giản nhưng vẫn là chất lượng, chất lượng thép đó. Rồi mã số 9 nè, 250 ngàn, cây thước kẹp xuyên qua. À này có một cái kẹp của kẹp hàng nè, cái kẹp hàng bữa mấy bác hỏi mà lâu rồi biết đâu ha, hôm nay nó mới có cho nên là hàng gì em cũng không có đặt trước, nhưng không nhận trước đâu, chung không biết khi nào nó có hàng đâu. Đó cái kẹp hàng là full bằng đồng nha mọi người, kẹp kẹp mát thì full bằng đồng rồi, nó chất lượng nó dẫn điện cực kỳ tốt luôn ha, quan trọng là cái đó ha. À, nó full bằng đồng luôn ha, có con ốc là bằng 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 sắt mà, cái này nó bấm cốt bằng đồng luôn nè. Mọi người mở ra ha, dẫn ốc này ra mình bấm cốt khác mình xài đó. Hiệu xịn của Nhật luôn, Sanritsu ha. Sanritsu mười hai cm kẹp được 6.5 4 ha, 5 cm kẹp được dày, độ dày 5 cm ha. Rồi kẹp hàng này mã số 10 ha, 350 ngàn, kẹp hàng bằng đồng được mát. Rồi 11 là cái đây, cái này gắn vô cái máy khoan nè ha, hoặc là cái tay mài nha mọi người, cục đá mài, đây cục đá mài quá xịn luôn, đá mài của Nhật sẽ bên nha, sẽ bên nè, nguyên cục đá mài luôn. Đây cái thước nó nè, cốt là 6 ly, bề ngang 25 mm ha, chiều dài 38 mm, cốt 6 ly. Rồi cục này rồi cực kỳ rẻ luôn, mã 11 ha, 100 ngàn, có một cục duy nhất luôn. À đây nó về một cái điện thoại iPhone của Nhật, iPhone của Nhật nó bị nó đang xài bển cho nên tài khoản là nó lock rồi mọi người, dạng máy lock ha, máy khóa
máy bị khóa à, ha. Này nó rất là đẹp luôn nè, mặt kén nè, không có chày luôn, nhưng nó có cái tấm cái tấm cường lực rồi, thì gỡ ra rồi chạy cái tấm cường lực trong màn hình là không có bị gì hết nè, nó dán màn hình gỡ là rất đẹp. Mặt sau nè nó dùng cái ốp cho nên nó bảo vệ cái mặt sau còn nguyên đẹp kêu. Sạc vô ok mà nó bị khóa mà, cho nên giờ mới phải có chuyên gia mở khóa iPhone thì mở rồi xài ha. Nút tăng chỉnh âm lượng là ok hết, máy zin chưa có bung, nhìn ngoại hình chưa có bung luôn, cái sim này Apple iPhone ha, model à, đây là iPhone 5 nha mọi người, iPhone 5 đó, nó lên nè. Giờ chọn ngôn ngữ rồi ha, à, tiếng Việt đây. Chọn dùng quốc gia, Việt Nam, kết nối wifi, có wifi luôn nha mọi người. Sóng wifi luôn, nhưng sóng điện thoại nó không có vô. Đó, giờ nó vô chỗ kích hoạt ha, là mọi người nó đang bị khóa cái tài khoản ha, nè, đó tình trạng nó là vậy, là mình không có vô xài được. Rồi, tới đây là đứng ha. Rồi, sạc vô ok. Thì về em sạc đầy nó mới sạc đầy luôn nữa. Nó bấm nhảy tưng tưng luôn. Đó, âm lượng nè. Rung. Quyển viên chưa bung, nhìn rất là đẹp, vỏ rất đẹp luôn, cái vỏ này quá đẹp, vỏ đẹp, vỏ 95% luôn. Làm cục chặn giấy hoặc là đưa chuyên gia mở mọi người. Rồi mã 12 ha, phone 5 500 ngàn. Cắt cành nè, cắt cành nè, tỉa cành nè, cán đúc nè, rồi cái cắt cành, ai cắt cành cán đúc ha, con này về lưỡi nó đang xài nó tình trạng nó như vậy ha, nè, nó răng 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 vài chỗ nè. Nhưng kéo thì em kiểm tra rất kỹ, nó đủ rơ cái kéo là quan trọng mọi người. Còn cái này mọi người lấy cái dũa vuốt lại ha, là sao ok. Còn cái đủ rơ nó mới quyết định cái chất lượng cái kéo. Này thì vẫn còn xài ok nè,
chung về không có clip không có gì mọi người, là mọi người bên em không có sửa, không có sửa kéo, không có mài, nên tình trạng về thì mọi người về clip nó lại là xài ok. Kéo nhật cán đúc nha, con này size nó là 20 ha, size chuẩn 20. Con này cái lưỡi nó là còn nguyên, chưa có mài nhiều lần nha mọi người, chưa có mài nhiều lần ha. Rồi là cứng, nó chỉ mới sử dụng và nó răng mấy cái chỗ nè. Rồi mã số 13, 400 ngàn, 14 một con, kéo cũng là của Nhật. Đây, con này thì cán nó bọc nhựa, dạng kéo này cán bọc nhựa chứ không phải là cán đúc. Đó. Lưỡi con này cũng ok. Đây, lưỡi con này nó liền hơn này. Lụ rơ thì cũng không có nha mọi người. Rồi, 300 ngàn, mã số 14, 20 cm luôn. Rồi, con này cán đúc, dạng kéo tỉa ha. Lâu lắm mới gặp con này mọi người. Kéo tỉa này nó rất là ít. Rồi, đây, hiện trạng nó thì xài cũng nhiều. Đó. Nhưng độ rơ thì nó rất ít, ở mức cho phép mọi người, không có bị mà nó rơ nhiều mà nó đến nỗi nó xài nó ngon. Độ rơ nó ít thì xài nó mới ngon ha. Đó rồi, đây nha, chưa mài mọi người, chưa liếc gì hết, chung là nó đang sử dụng á ha. Mình liếc nhẹ nó là nó bén lắm á. À, cũng cắt giấy ok. Bây giờ còn ha, nguyên viên. Cán đúc. Mộc đầy đủ. Đó, bây giờ cán đúc. Rồi, câu này size cũng cỡ size 19 ha, size 19 cm luôn. Rồi, mã 15, 600 ngàn. Rồi, đây có cái vòi để xịt thuốc mọi người. Chung xịt nước nó ra cái bét rất là nhỏ nha. Nào. Cái bét này nó ra nhỏ xíu. Đó. Đây, cái bét rất là nhỏ ha. Cái lỗ siêu nhỏ luôn mọi người. Bé phun tia nhỏ. Đây có cái khóa van ha. Rồi. Này cũng không biết nó xịt cái gì mọi người. Cái đầu, cái đầu này cũng nhỏ. Rồi. 9 ly ha, gần 9 ly ha, ren á. Ống này 8 ly. Bé nhỏ xíu. Bằng kim loại không có hết mọi người, chắc bằng đồng mà ha. Thường của Nhật nó xài đồng rồi nó xi lên ha, xi rôm rồi lên. Rồi, mã số 16, 200 ngàn. Cái bét phun xương này nó dài 34 cm. Rồi, 17 nè, bấm số nè, điểm số.
điểm số ha, nó chưa chỉnh rồi, chỉnh rồi nó nhảy ha. Đó. Ok. Đây đếm được có 4 hàng mọi người, 1 2 3 4 ha. Này mình vận được một chiều nha. Chiều ra là nó vận con ốc ra luôn. Vận vô ha. Ok, cái đếm đếm số của Japan ha mọi người. Nào. Japan nha. Mã số 17 ha, 250.000. Rồi, tiếp theo con kềm mày độc nè, con kềm mày kềm mẫu quả. Nhưng không phải bình thường mọi người. Đây. Cái con kềm này cũng Mỹ sản xuất nha. Mấy nền vô ta ha. Size số 10 ha. Số 10 như là tượng trưng cho kiểu nó đo in, hệ in 10 in ha. Đây, còn rất đẹp nha. Lưỡi còn đẹp, miệng à, miệng đó được chưa, không có bị dập ha, không có bị dập ha, có sử dụng nhưng không có bị dập, cao su còn nguyên, không bị chảy, không bị rách. Thì mẫu quả Mỹ là mọi người biết cái thép nó bị cứng ha, ăn Đức Nhật ha. Mỹ á. Rồi con kìm mã 18 550.000, size 24 cm. Ồ, cái này cái dụng cụ để mở lọc, mở mở đồ tròn mọi người. Cái cáp ha, nó siết mịt đồ tròn nè, siết lọc nhớt luôn này kia, chưa có bung ra luôn, còn mới chầm chầm luôn, chưa sợi còn cũng nhật ha. Ồ, cái tay vặn đây mọi người dùng các quấn nó xung quanh cái đồ tròn mình muốn mở ha, quấn sao cho nó cứng để nó siết mọi người. Nào, chỉ mình cách quấn nè. Rồi đây rạc siết ha. Giống như cái dây cái mỏ lết bằng dây cáp, dây xích rồi. Mỏ này nó là dây cáp ha. Dây cáp. Cáp nó 2.1 ly. Rồi cái này số 19 nè, 350.000. Rồi tiếp theo con cắt tôn của Sato, Sato của Nhật. Đây. Con này cái mũi nó mũi thẳng.
to lên cắt luôn. Đây nó to dài mọi người. To này tới 0.5 gem. Đây. Nó cắt như vậy ha. Cắt thẳng mọi người. Lưỡi còn ok, lưỡi đẹp. À. Lưỡi ok. Lưỡi nói chung là lưỡi không có bị mẻ. Rồi, không có bị mẻ. Cây này size 23 mã số 20 300.000. Rồi tiếp theo con này cũng là một dạng cắt ton, nhưng cái mỏ nó là mỏ xéo ha, lưỡi dài hơn nha mọi người, tay êm bấm nó nhẹ nhàng, con này cắt nó nhẹ hơn cái con kia. Đây, lưỡi cũng ok, không có bị mẻ. Bắt in và băng. Nhật sản xuất. Cái này nó bị ố mọi người. Nói chung nó bị ố để lâu ở ngoài trời, để lâu nó không có sử dụng, nó ẩm á, chứ không phải nó xài mà nó bị vậy. Lưỡi còn ok. Đây xài tới 24cm à. Rồi con này mã 21 500.000, còn cắt to. Rồi tiếp theo con đây, con đèn pin nha. Rồi con đèn pin của Rentos. Rentos Superfly X. Đây hiệu nó. Rentos Superfly X ha. Hiệu Nhật nha mọi người. Nó đi Nhật. Con này nó xài pin đây. Pin này nha. Cái pin viên pin chung của mình nó thường gọi là cỡ chung ha. Đó, mọi người nói pin chung ở ngoài tiệm nó bán à. Pin tiệm nó bán giờ mua gắn vô xài nha mọi người. Bán rất là thông dụng. Xài 3 viên. Đó. Công tắc đây ha. Có chế độ zoom đèn bóng led đây. Sáng cũng khá là sáng, sáng chói trắng luôn. Có hai chế độ mọi người, chế độ sáng một chế độ chớp ha, chớp mấy loét rồi, cứu trợ, cứu hộ. Rồi đây cái zoom nữa nè, zoom rồi nè ha. Bên này một phần nó cũng yếu rồi, nhưng mà bên mới thì nó sáng hơn một tí. Rồi cái này mã 22 nha, 600.000. Kích thước nó là 22cm luôn, 22 600.
Đây là hai cái vòi tưới cây nha, vòi này dạng tưới cây nha mọi người, con này rất đẹp, dễ bền luôn ha, test ok, kính nước bền nè, còn còn tốt. Này mình vô cái ống, ống này ống 21 ha, ống này khoảng 21, ống nó là 17 nha, 17 thì mình vô cái ống 21 cũng được, thắt cổ dừa rồi ha. Đó. Rồi bớt thôi, đây cò nè. Nó chỉnh được từ xè đến gom nước ha. Đó, gom tia là xè bung ra, tùy cái cò mình chỉnh như vậy nè ha. Nó tùy, hay khóa cò lại luôn rồi. Đó, khóa lại. Đây, cái cây này mã 22, 23 ha, 450 nè. Cái này thân nó bằng kim loại nha mọi người, cái này thương hiệu nè, Growin ha. Thân nó bằng kim loại, nó đúc đó. Ô, con này cũng cùng hiệu luôn, mà nó xài nhiều hơn rồi ha. Cũng vẫn là kính nước. Chức năng như vậy. Rồi, con này là mã 24 ha, 300 ngàn. Rồi, cuộn dây điện. Cuộn dây điện này của Made in Japan ha. Điện 125V 8A, chiều tải 8A, dây 1.8m. Đây, dây như vậy nè, 1.8m nha mọi người, có hai lỗ cắm dẹp. Rồi, quấn vô mọi người, quấn vậy ha, quấn vô. Rồi, cái ổ cắm mini này có mã 25 ha, 100 ngàn. Rồi, nó về tiếp một con đèn đội đầu, tiếp tục một con đèn đội đầu ha. Đây là con đèn đội đầu, con đèn đội đầu này của nó có để phân sờ nữa ha, Pháp hả, thương hiệu Pháp à, đây phân sờ nè. Đó, dòng chữ rất nhỏ, đúng dạng kiểu châu Âu ha, để chữ mới chữ tiếng Anh nhỏ mà nó nhiều trên cái sản phẩm, thường thấy nó như vậy ha. À, Metro gì nè, chế độ zoom được nha mọi người, zoom tới zoom lui, mà nó là bóng dây tóc ha, bóng dây tóc màu vàng, con tóc ánh sáng vàng. Đây có một bóng sụt cua nữa, bóng này không biết còn cháy không, nhưng mà nó là sụt bóng sụt cua ha. Rồi pin, pin là xài viên pin này nha mọi người, pin 2A ha, pin đồng hồ treo tường của mình. Rồi cái tấm này là tấm cao su, nó chịu chống nước, có thể là chống nước mưa nhẹ ha, đội đầu mà, đội đầu đi ngoài trời. Rồi công tắc là nó nằm ở đây luôn nha, nó là cái chó luôn, gom với lại chó ra là nó là dùng cái công tắc luôn. Này ánh sáng nó như vậy nha mọi người, chung là không thể nào như là đèn led được nha, nó gồm nhỏ xíu rồi vậy, cái này như cái cục pin của em nó yếu lắm rồi. Đó, hồi lúc thử nó như nó sáng hơn vậy, giờ nó tối hơn rồi, và cục pin nó yếu rồi mọi người, chứ nó sáng hơn tí ha, nhưng mà nó gồm nó xa rồi mọi người. Đó, nó gồm cái tia nhỏ xíu, nó xa ha, đặc trưng của cái đèn led xưa, ủa lỗi, cái đèn bóng dây tóc xưa ha. Rồi cái này là dạng đội đầu nè, đây là dây đội đầu nè. Cái hiệu này là của Pháp, hiệu Phan Sở ha,
Rồi mã 26 250 nha. Cái này nữa đâu. Đây cây chống xe đạp của Nhật. Chống này full bằng nhôm nha, chống xe đạp. Chống nghiêng của xe đạp. Có thể tăng chỉnh lên mọi người. Không có vặn ra nên cũng không biết nó giờ bao nhiêu. Còn ngóc lục giác thôi. À, full nhôm luôn ha. Nhôm thôi, cái này nó chỉ bay cái màu sơn không rồi, chứ nó không có bị cấn mớp gì ha, không bị cong gì hết. Tôi gọi ok, cái này tốt sơn lên là nhìn nó đẹp, vô xe là tốt lắm. Ốc zin đầy đủ ha, này ốc đủ hết rồi, ốc trên cái nẹp nhỏ lên trên luôn. Rồi kích thước nó là 33. Rồi cái chống xe này mã số 27 ha, 400.000. Rồi, kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người ha. Mọi người mua hàng thì liên hệ các thông tin trên đây ha. Đó. Rồi giá bán chưa bao gồm phí ship ha. Không có bao ship, với lại khách mới thì vui lòng chuyển khoản. Rồi em chốt hàng ha, nhắn thông tin đầy đủ, tên, địa chỉ rồi chốt hàng thì chuyển khoản. Đó. Rồi ưu tiên nhắn tin nha mọi người, tại vì khi mà gọi điện thoại không được thì nhắn tin, để lại tin nhắn giúp em ha. Có lúc thì không có nhận được cuộc gọi ha. Rồi cảm ơn mọi người ha, hẹn gặp lại.